Hôm nay Joseph và anh Long sẽ review một cái căn ADU này vừa mới xây xong. Chi tiết cái căn ADU này từ build như thế nào, từng công đoạn build ADU và giá tiền, để quý anh chị và các bạn có thể hiểu thêm về vấn đề build ADU. Xin chào anh Long. Anh Long có thể giới thiệu sơ về cái căn ADU mình mới build ở đây? Yes. Cái nhà original của nó là 3 ngủ 1 tắm, 1.001 square feet trên cái lô đất là 7.500. Cái project của tụi này á là xây thêm một cái ADU ở đằng sau nữa, 1.002 square feet. Đây là cái ADU. Cái lý do mình chọn 1.002 square feet đó là tại vì mình vẫn muốn đất cho nó rộng rãi, thoải mái. Ở giữa hai cái này á, mình thì được set back khoảng chừng 10 tới 12 feet lận. Thì mình làm cái cổng đây cho hai gia đình. Còn cái khúc này là gia đình ở trước họ vẫn còn được cái sân riêng của họ. Lòng thích nhất là cái chỗ này, cái driveway nó chạy vô có thể đậu xe suốt ở trong đây nếu mà cần. Nếu như mà cái căn này á, họ muốn có party, có tiệc tùng này nọ đó, thì họ vẫn có thể có một cái không gian riêng của họ nữa. Riêng cái khúc này mình có thể tạo đậu được 4 đến 6 chiếc xe rồi đó. Yes. Hoặc là bây giờ con cái của mình nó có birthday party đi, mình để mấy cái jumper ở đây cũng là một cái sân riêng tư. Rất là riêng tư. Yes. Và xi măng đầy đủ hết, khỏi cần cắt cọc. Bên hông đây vẫn còn có chỗ rất là nhiều. Hai cái đồng hồ điện solar. Bây giờ luật bắt buộc phải có solar. Tankless water heater cho cái unit này. Và đặc biệt ở đây đó là nó có cái cửa thoát hiểm nữa. Rồi bây giờ vừa rồi có mấy cái vụ cháy ở bên Việt Nam, trực sếp có thấy là căn nhà làm ở bên đó thì hầu như là nó không có cửa thoát hiểm. Nhưng mà tất cả những cái căn nhà ở đây là nó đều phải có đường để thoát hiểm rồi cháy này nọ. Ở đây có cái cục AC này. Cục AC này là cái central AC và heat cho cái unit này. Nó là 3 tấn giá mà lúc mà mình xây á, họ đã include hết cho mình luôn rồi. Căn ADU này rộng 1.200, có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Trung bình là bill như vậy là bao nhiêu tiền? Và hiện tại cái chi phí mà để build như vậy thì tính như thế nào? 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm cho 1.200 square feet. Cái giá bây giờ build là 200 đồng một square feet. Thì 200 đồng mà mình nhân lên cho 1.200 square feet nó ra khoảng chừng 240.000. 240.000 là bao gồm tất cả hay là chưa tính giấy phép solar? 240.000 là chỉ có xây cái nhà của mình thôi. Có những cái việc nó sẽ đẻ ra thêm nữa. Việc thứ nhất là nếu như mà mình xây rời là mình phải có solar system. Cái solar này bỏ vô khoảng 9.000 đồng. Cái thứ nhì nữa là mình thấy mấy cái cổng này không? Mình cũng phải bỏ vô thêm. Kêu người bạn qua làm là hình như là 3.500 cho ba cái cổng này. Ba cái cổng này 3.500. Rồi xi măng driveway. Thì cái driveway đó dài quá từ trước ra đằng sau á, tốn khoảng chừng 14-15.000. Hãy nói cho mình biết về cái vấn đề mà từ lúc build cái nhà lên và xin giấy phép này thì mất bao nhiêu lâu? Giấy phép á, mình biết là tùy theo thành phố. Có thành phố nó rất là lẹ và có thành phố rất là chậm. Long nói cái này là Westminster. Westminster á, dạo này họ làm cũng lẹ lắm. Từ 4 cho tới 6 tháng có thể mình được rồi. Lúc mà mình mướn người vẽ đó, họ cũng phải rành trong cái thành phố này. Người Việt Nam mình thì rất là rành trong cái Westminster và Garden Grove. Còn lúc mà xây á, chung về 4 tháng xây, xây rất là lẹ. Giấy tờ thì nó còn lâu chút xíu. Lúc mà lên thì nó rất là lẹ. Nếu mà nhanh nhất là khoảng từ 3 đến 4 tháng. 3 tháng có thể làm được. Trung bình thì cho là 4 tháng. Lý do 4 tháng là tại vì Edison nè, họ xuống họ gắn thêm cái đồng hồ điện cho mình. Mà dạo này Edison nó rất là bật. Gas thì nó lẹ hơn chút xíu, water thì lẹ hơn chút xíu. Nhưng mà lúc nào mình cũng sẽ bị cái thằng Edison hết. Vậy là coi như là từ lúc mà xin giấy phép cho tới lúc chuẩn bị build á, từ bản vẽ xin giấy phép là khoảng 3 đến 4 tháng. Giấy phép không, thời gian đó là cho 6 tháng đi. Rồi lúc mà xây á khoảng chừng 4 tháng nữa. Thì cái project của mình nó sẽ ra khoảng chừng 10 cho tới 12 tháng. Cho nó thoải mái một chút xíu lên tới 12 tháng là tại vì có những cái mình không control được là thằng Edison, cái cách làm việc của họ và cái thời gian của làm việc của họ mình không control được. Và có lúc mà inspector họ busy quá, mình có thể mình schedule tới 1 tuần, 2 tuần sau họ mới ra. Và lúc mà mình xây á, thời tiết cũng là một cái ảnh hưởng. Ví dụ như là mình đào móng lên hết rồi, mình chuẩn bị kêu inspector ra, trời mưa một cái, nguyên cái phôi điện của mình nó ngập hết nước thì mình phải nước ra chờ cho đất nó khô, lúc đó mình mới gọi inspector xuống lại được. Anh Long có thể nói thêm cho mình về từng giai đoạn từ lúc mà vẽ ra rồi xin bản vẽ rồi xin giấy phép rồi build lên cho tới thành hình cái căn nhà, nó có bao gồm những cái bước nào, những cái giai đoạn nào? Ok, thì bây giờ mình sẽ bỏ cái việc xin giấy phép bản vẽ ra nha. Tại cái đó trung bình nó sẽ ra là 6 tháng. Thì lúc mà xây đó, mình được giấy phép, mình đóng tiền phi này nọ xong hết rồi. Thì thường thường Long chia nó ra thành 5 cái phase. Cái phase thứ nhất lúc nào cũng là đào móng, làm switch, làm cống, bỏ móng của mình. Phase thứ nhì á là bắt đầu frame nó lên, rồi cái mái nhà lên. Frame lên á là cái đó là mình thấy hào hứng nhất, là tại vì mình thấy nguyên cái nhà của mình, nguyên cái project của mình nó thành hình. Phòng nào ra phòng đó, rồi bỏ cái mái nhà lên, bắt buộc phải có mái nhà chứ, có mưa cái gì đó, nó che được cái nhà của mình, nó bảo vệ được cái nhà của mình. Coi như lúc nào cũng là cái frame lên xong là cái mái nhà nó cũng phải xong luôn, bắt buộc phải đi chung với nhau. Thứ ba với thứ bốn combine nhau, Long chia nó ra, ví dụ như là ga, điện, nước ở trên, máy lạnh, mechanical, rồi Long sẽ bỏ insulation vô. Xong rồi Long bỏ một cái giấy dầu ở ngoài, tại vì cái giấy dầu ở ngoài á, nó sẽ che hết mưa này nọ vô trong, không cho damage chơi của mình ở trong chống đó. Mấy cái đó rất là quan trọng, là tại vì nếu như mà mình không chống mưa được ở ngoài nó vô là nó hư hết đồ của mình ở trong nhà. Phase thứ năm là gì? Phase thứ năm là cái mà mình rất là vui, là tại vì
mình sẽ thấy nguyên cái project của mình nó hoàn tất, gặp vô nè, bathroom vô nè, kitchen vô này nọ, tất hết tất cả. Thì mời các bạn vô trong coi cái nhà. Nhưng mà trong cái thời gian mà mình xây á, có những cái việc nó sẽ đẻ ra cho mình nữa. Ví dụ như là mình phải quyết định chạy điện thì mình chạy ra làm sao, xô là bắt buộc phải có, ai cũng chạy pin xe hết đúng không? Thành ra mình phải làm thêm một cái box ở ngoài đây nữa để cho tất cả mọi người sau này họ có thể họ chạy pin ở ngoài đây. Mình bắt buộc mình phải nghĩ ra mấy cái đó trước, là tại vì sau này mà mình chạy nữa thì lại tốn tiền nữa. Cái project này á, có những cái mình upgrade thêm nữa. Tôi nói ví dụ như cái cửa họ cho mình xem nó dưới 1000 đồng, cửa này thích cửa này up lên tới 2000 mấy, cái gọi là đẹp hơn. Ví dụ như gạch này á, ra ngoài mua là phải là 3 đồng rưỡi một xoay phía. Họ bỏ vô một cái standard vài đồng nó rất là rẻ, nó snap on một ngày, 2 ngày, 3 ngày vài đồng thì đó rẻ hơn cái gạch này, rẻ hơn chút xíu. Nhưng mà cái người bạn của Long ảnh thì luôn cho Long luôn là 200 đồng một xoay phía luôn rồi, mình đỡ một cái phần đó rồi. Ví dụ cái này trong contract nó sẽ không có gì luôn, cái bếp, cái lò và cái máy rửa chén rồi bạn Long bỏ vô trong luôn. Cái này như là những cái này là người ta cũng tính luôn là trong cái khoảng 200 đồng một xoay phía. Họ ở đây là cái cửa này là cái cửa mà sẽ phát hiện, hay là khi mà cháy hay là chập điện hay là gì đó thì mình có 2 cái cửa. Trong kia là cái nhà tắm phu bắc, bây giờ mình không có cái bồn tắm nằm nữa. Việt Nam mình đó, mà không bao giờ mình enjoy mà còn tắm nằm nữa đó. Việt Nam mình là nhảy vô tắm ào ào cái đi ra lo cho gia đình, không có enjoy mà. Nhưng mà cái căn nhà này được cái người lớn tuổi thì mình không phải bước lên cao. Đúng rồi, được cái đó. Phòng giặt cũng phải ở đây rất là tốt. Ở đây chắc bỏ thêm cái tủ ở đây là cho người ta để chứa đồ nữa. Ở đây mình được một cái nữa đó là được thêm một cái hát cát nữa cho khách và gia đình ở ngoài xài vẫn được. Nghĩa là sao? Ở ngoài đây á, một full bath, one hát cát. Vậy là coi như căn nhà này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rửa. Thì cái này là một phòng ngủ cái biết của nó nè. Tại vì cái nhà này khai xoay biết mà giờ mình xây là open concept, cái gì cũng mở đó. Bếp, phòng ăn, một cách nó rất là rộng rãi đúng không? Vì nếu mà rộng rãi như vậy cái phòng này rất là bự. Cái phòng này hình như là 12 nhân 13 hay sao đó, thoải mái. Và cái trần là 9 feet, cái trần sàn là 8 feet. Cái sàn này là 3 ngầu nè. Cái sàn này là 3 ngầu. Long thọ là 3 lần với 1 xoay feet. Cái độ dày của nó rất là dày, là y chang nhổ vậy đó. Nó là thành viết waterproof nha. Nó giống như là nhiều mà giả nổ mà nhìn nó giống như gỗ. Đúng rồi. Đây là phòng ngủ cái gì? Cũng bằng cái phòng bên kia. Lại rất là rộng rãi. Phòng ngủ cũng đẹp lắm. Nó có ánh sáng. Vừa bạn nó thèm là working project. Cái này hỏi ra, cái này đi là đốt xét này thôi. Bây giờ mỗi lần mà mình thấy cái closet nào mà có 2 cửa mở ra vô đó, mình gọi là full size closet. Nhớ hồi xưa á, closet nó chút xíu như nè. Và cái closet ở trong nó rất là nhỏ. Bây giờ mỗi lần mình thấy mà 2 cửa xoay cửa này là full size closet. Mở đang tính bỏ kiến như nó hay không, nhưng mà sợ mấy đứa nít nó đạt một cách mà nhà cho mướn này ra không nha. Ở đây là cái phòng ngủ thứ ba. Đây là cái phòng master đây. Phòng này phòng master nó có thêm một cái toilet ở đây. Một cái walk-in closet. Bây giờ làm cái chỗ nào nó cũng phải có sensor đi ra đi vô. Cái bathroom này cũng giống như trang cái bathroom bên kia vậy đó. Bước ra bước vô nó rất là thoải mái, rất là tiện như mình. Mà đặc biệt là cái là tất cả những căn nhà ở Mỹ thì đều có cái lưới này. Vậy khi mình mở cửa sổ cho nó mát là nó chống được. Đúng rồi, bắt buộc phải để chống ruồi mũi này nọ nó bay vô nhà, nhưng mà lấy không khí ngoài nhà. Bây giờ xây nó chất lượng cao hơn nhà hồi xưa rất là nhiều. Có 2 lý do. Tất cả nhà trong quận Cam của mình đã develop là từ năm 60 cho tới năm 70 là nó xây cả ngàn căn nhà. Cái cách họ làm hồi xưa đó từ drywall, nhưng mà ở trong drywall nó không có cách ảnh cách nhiệt. Không có insulation, nó không có insulation, nó bỏng trong lắm. Mùa đông thì lạnh mà mùa hè thì nó lại nóng. Thành ra bây giờ cái cách họ làm á là bắt buộc phải ở trong có insulation ở trong đàng hoàng. Tại nó giữ cái nhiệt độ trong nhà cho mình. Còn thêm cái cửa sổ bắt buộc phải là hay lắm. Cái lá chắn mà insulation là nó cũng là chống cháy luôn á. No, chống cháy là khác nữa. Mình có loại chống cháy nếu mà mình cần bỏ vô. Có những cái garage mà mình xây cái garage conversion thành một cái unit gọi là UAU với cái main house á. Thì cái từ đó nó bắt là từ chống cháy. Mình bỏ cái insulation ở cái trần lúc nào cũng là sàn đều chính thiết hết. Có những cái mà ổng xây 10 feet thì con thấy nó hơi. Thường thường thì mình thấy qua một số người á, người ta view cái căn nhà ADU 1200 square feet là nó có cái 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rửa. Nhưng mà cái căn này á, người chủ chỉ view nó có 3 phòng ngủ thôi, cho nên cái phòng nó rất là rộng rãi. Nếu như mà mình đi về rental thì 4 phòng ngủ cho muốn nhiều hơn là 3 phòng ngủ, cao giá hơn.
chi phí của tiền xây dựng đó, nó cũng bị chăng như vậy thôi, nhưng mà cái rang rồi của mình nó sẽ cao hơn được gần 200 lần toàn. Cái đó là cái quá trình mà view IDU. Hiện tại cái căn nhà này nếu mà mình đem cho mướn thì rộng 1200 square feet, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, thì mình cho mướn được khoảng bao nhiêu? Cái khu này cho mướn ít nhất là được 3.000, thì cũng đã có người vô ký contract đã mướn luôn rồi là 3.500. 3.500 đó thì coi như là người mà ở cái căn IDU này là đậu xe Nguyễn Văn Cúc này. Đúng rồi. Và cái căn ngoài trước có 2 xe gara và em đậu ngoài trước khoảng 2 chiếc nữa. Cái căn này nếu mà sửa lại, remodel lại hết, mình cho mướn 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm thì sẽ cho mướn cũng được 3.500, ít nhất là 3.500. Nhưng mà cái thị trường bây giờ nó cũng có thể là 3.800. Bên cạnh đó, cái gara này mình có thể mình convert thành một cái GADU. Cái GADU thì nó bắt là dính chung với căn nhà thì mới được làm GADU. Cái này thì mình có thể mình cho mướn được 1.700. Thường một cái gara đó là mày ngang 20 nhân cho 20 nghĩa là 400 square feet, có những cái gara nó lên tới 500 square feet thì nó rộng rãi hơn. Thì 400 square feet mình có hai cái option, một là mình làm một cái studio rất là đẹp, hai là mình làm thành một phòng ngủ, một phòng tắm. Cho mướn thì người ta nghe một phòng ngủ, một phòng tắm khoái hơn cái studio. Ấm trong cái khu này thì cho mướn ít nhất cũng phải là được 1.500 cho tới 1.700. Một cái studio thì nó bao gồm những cái gì ở trong đó? Là nó có bếp, phòng tắm, phòng ngủ, cũng có phòng khách nhỏ đầy đủ. Nếu một bạn sinh viên hay là một vợ chồng mà mới cưới nhau có thể ở trong đó. Hai vợ chồng đứa con mới đẻ. Hai vợ chồng đứa con mới đẻ ở đó được. Nếu mà mình biết cái GADU thì cho người ta đậu một chiếc xe đây. Và nếu mà người ta ở hai người thì có thể đậu xe ở dưới được. Và cái khu vực này đường cái là đậu xe dưới đường thôi. Vậy là coi như mà khi mình build cái ADU ngoài sao là mình xin được thêm một cái số nhà nữa. Tụi này là có địa chỉ riêng, đồng hồ nước riêng, đồng hồ ga riêng và đồng hồ điện riêng. Tất cả riêng hết. Chỉ có cái JADU, Jew nhà ADU là nó phải đi cái nhà chính của mình thôi. Tổng kết lại, khi mà mình build cái ADU và JADU ở ngoài trước 3.500, ở ngoài sau 3.500 là 7.000, cộng với nếu cái JADU nữa 1.700 nữa, thành 8.700 một tháng. Thì ở cái thời điểm này nếu mà bạn mua những cái căn nhà mà đất rộng, biết cách làm, biết cách tính thì cái tiền 8.700 đó sẽ cover cho cái loan của mình luôn. Ví dụ như một cái nhà trong Westminster có thể mình tốn khoảng là 900.000 trên dưới rồi, đúng không? Đúng rồi. 900.000 cho một cái nhà 3, 4 phòng ngủ, 1.400, 1.200 square feet gì đó, bỏ mình sửa chừng 30, 40 là cái cost của mình lên thành 900, cho là tới 950 đi. 950 cộng theo thời gian một năm mình xin giấy phép mình xây thì tiền xây trung bình nó sẽ ra là 250 cho tới 300.000. Là mình có rất là nhiều những cái mình upgrade lên nè, driveway nè, solar rồi ga điện nước riêng này nọ thì nó sẽ đẻ ra thêm chút xíu nữa, vài chục ngàn nữa, thì Long cho lên thành 300.000 đi là xây được một cái unit ở đằng sau nữa, là 950 cộng 300 lại như 1.250.000. 1.250.000 nếu như mà mình cần với cái thằng này nữa đó thì nó sẽ đẻ ra thêm khoảng chừng 60-70 ngàn nữa. 1.300.000 mà đem vô 8.500 thì Long nhớ cái cap ratio nó ra cũng khoảng chừng 6-7% gì đó. Thường được Long hỏi những mấy anh em đầu tư đó, nếu như mà mình muốn cái tiền vô mỗi tháng được 8.500 một tháng thì cái tiền real estate mình phải trả bao nhiêu. Có rất là nhiều người nói thôi bây giờ mình đi mua một cái 4 unit đi, cái 4-plex đi. 4-plex bây giờ 2 ngủ 1 là trung bình họ cho mướn ra cũng được 2.000-2.200 một tháng, đúng không? Trừ tiền chi phải nước bao cho người ta, có lúc bao gas nhưng mà lúc nào cũng bao nước hết, rồi cắt cỏ điện lạc chặt nữa. Thì một cái form đó mình đem vô chỉ 4 unit, mỗi unit 2.000 cho tới 2.200, nghĩa là mình đem vô 8.000 cho tới 8.800 thì cũng bằng cái này thôi. Nhưng mà mình phải bỏ tiền túi ra bao nhiêu mình mua được cái 4-plex gì ở trên Anaheim, Santa Ana đi, thì cái giá nó ra ít nhất là 1.500.000. 1.500.000 này mình bỏ có 1.300.000 và mình bỏ tiền vô mình sửa, mình nâng cấp cái thằng này lên nữa, nghĩa là cái maintenance của mình á, mình không có worry cho tới 10-20 năm sau. Nếu mà nói về đầu tư á, Long vẫn thích cái đường ADU rất là nhiều, nhưng mà mình không phải bỏ công, mình phải bỏ tâm tư, mình phải bỏ thời gian nữa nó mới ra được cái hiệu quả của mình. Ví dụ như là mình muốn ăn một tô phở rất là ngon mà mình muốn rẻ thì mình phải mua hết vật liệu về nhà, mình phải tự nấu, mà nấu phở ở nhà lúc nào cũng sẽ ngon hơn ngoài tiệm hết, là tại vì cái chất lượng của mình bỏ vô rất là nhiều. Một nồi phở, một nửa nồi là xương không, ngoài họ chứ chắc họ làm được như vậy. Thành ra mình phải bỏ tâm tư vô, mình được rẻ hơn ở ngoài một cái format ít nhất là 300-400 ngàn, nhưng mà cái tiền thu nhập cũng vậy thôi. Nhưng mà cái căn nhà này được một điểm cộng nữa, tức là cái căn nhà nó nằm gần sát ngoài đường, ở ngoài sau nó có đất rất là rộng, cái ADU nó có một cái sân rất là, cho nên các bạn cũng lưu ý là khi mà đi mua nhà mình hay chỉ cho khách là mua nên kiếm những cái căn mà nhà nó lồi ra ngoài, nó nằm ngay giữa miếng hoặc là nó nằm ra sát ngoài sau thì mình không có miếng đất ở ngoài sau để mình build ADU. Hoặc là những cái căn nhà nào mà cái driveway nó sâu vậy trong thì đậu xe rất là thoải mái. Xin chào, xin cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở những video tiếp theo.